hai không, rất nhanh và rất nguy hiểm. Liệu xe này có được 3-0 hay không nào? Vâng, chào Tòng Ma nhá. Chào Định. Parmira ăn tiếp đây. Parisi, kéo cưng, kéo cưng. Chém tuyển gặp cung tuyển. Parisi, quả 7 luôn, ok rồi. Em test mic buổi nào chưa? Test rồi, test 2 buổi rồi. Vẫn như là Parmiran của game thủ xi măng tiếp tục là một trận đấu nữa cầm pan. Trận đấu này quân mình đang là đẹp 2-3-1-4, đội bạn là một baby, một ac và một cái gì nhỉ, trận đầu là 4 min. Vâng, như vậy là một min, min ac baby, cố gắng tận dụng tối đa các lợi thế quân đầu mình đang lọc. Rất điểm, vâng, rất điểm luôn xe này. Gỗ đầu xa cho Parmiran, bầy hiêu. Vâng, bầy hiêu đầu ở rất xa. Hạ đây, đây, đây mới là hiêu đầu. Bây giờ không kịp đá về nữa rồi. Xem đá về với cái gì được không. Đá về là một thì cũng hơi khoai. Bầy hiêu là bầy hiêu 7 luôn đi chứ. Bầy hiêu này mà đứng cạnh bãi vàng thì tươi. Bãi vàng ở trên, đấy, đứng ở cạnh tầm này là bắt đầu đá về nhà chính luôn. Rồi có vòi, có vòi. Đôi luôn. Bài Parmiran đã đủ đồ rồi. Hơi đáng tiếc khi những con vòi này ở hơi xa và sẽ về với nhà chính không sớm. Đấy là lý do mà đây xoài bài khả năng là sẽ không kích đời đột biến được. Phong cách của game xi măng khả năng đánh 19 dân cũng nên. Cái bài đồ về muộn như này. Tầm phút thứ 6 hơn một chút thì con vòi này mới bắt đầu về với nhà chính được. Bài rất nhiều đồ lùa về luôn. Thêm hai vòi nữa tổng 4 vòi. Vâng, 19 dân thật rồi. 19 dân lên đời mặc định là 3L bánh xe luôn rồi cho Parmiran. Vâng, 2L bánh xe luôn. Nếu như xét thấy mà Asian đánh theo kiểu bò nhỏ thì sẵn sàng sẽ có nhà BA sớm. Để bắn bò nhỏ 20 dân rồi á. Tôi cũng không hiểu là ông mang ông đang định đánh cái bài gì. Vâng, với việc mà 20 dân thì tôi phải bắt buộc ông lên đời là ông đánh cho tôi thẳng 3 bên là ui 21 dân. Thôi mang ơi. Vâng, liệu ngày hôm nay thì với một trận đấu Parmiran 21 dân của mình thì game thủ xi măng có đánh thẳng được 4L hay không? Mặc định sẽ là 3L. Nếu chỉ là 2L thì quá tầm thường. Đến từ ngay cả bản thân tôi vào trận này tôi đánh được 2L. Kích đời. Vâng, 8-41. Như vậy là 10-41 lên xong. Khả năng một trận đấu chỉ cần Asian kích đời bình thường thì cũng là... Vâng, gần như là ngang ngửa với xi măng. 14-1 thì 11-05 gì đấy thì sẽ kích đời 3. Với việc có nhiều dân như này, game thủ xi măng sẽ có vơ nhiều dân hơn để đóng nhà điều kiện. Và hy vọng rằng 11 tròn bài này, 11 tròn lên đời 3L, vã chết đối phương sớm. Gỗ rất nhiều nha măng nhá.
lỗi gỗ kìa. Đây là BB. Lên đời xong thoải mái gỗ ra ruộng luôn. Rất nhiều gỗ để ra ruộng dành cho mang. 25 dân đến từ AC Ram, không kịp nhìn thấy chỉ số giò là bao nhiêu cả. 14-1 thì lên đời xong, chuẩn bị lên đời rồi. Rồi, đóng nhà điều kiện cái đã. BM, BL. Tầm này đóng tứa phừa rồi, không quan trọng nữa. Không được, như vậy là 11-10. Ngựa giò công giáp đầy đủ. 19% là chỉ số giò của game thủ vô thường trong trận đấu đánh 25 dân khi cầm AC. Ngựa giò nở ra, công giáp đầy đủ chưa? Rồi, công giáp đầy đủ luôn. Không phải bo đâu, bo làm gì vội. Úi trời ơi, tươi. Tươi không cần tưới. Bỏ đi, đi tìm một vòng. Sau quay lại xiên, khi là công giáp đầy đủ không, quyết định xiên luôn. Quyết định xiên luôn. Vâng, xi măng thấy cái bãi quả này như mèo thấy mỡ vậy, lao vâng băm bổ xiên sỏ. Vậy rất tốt để có thể xiên thêm những con nông dân. Dân AC Real, một loại dân áp sát cũng là rất rất nhanh. Nhưng đây là game thủ xi măng. Đây là xi măng anh em ạ. Làm con giò nữa cho máu. Có lẽ là không cần. Vâng, L2 và sẽ là L3 luôn. Hoặc là chém 4. Lên đời thì sẽ bánh xe hoặc là nâng hoàng... À không, không đào vàng, chém 4 luôn. Bánh xe. L3 nào, L3 nào. Vẫn L2 thôi. Vâng, sóc xong tơn quân còn... Sóc xong tơn quân, nâng xong bánh xe còn 400 thực. Cái gì vậy? Ông Măng ông làm cái gì vậy đây trời ơi. Rất nhiều gõ Măng ơi. 3L đi, làm ơn nào. Hai bánh hay là 3BA. Vâng, tơn thứ hai đều luôn và vẫn đang còn 300 thực cộng với 120 vàng. Lên cho tôi cái chặt 4 nào, chém 4 nào. Đây rồi, hai dân lúc nãy của Măng của game thủ vô thường rồi. Chạy đâu con sâu. Tơn tiếp theo đều 2L. Vâng, và bên này thì hai đã là hai tơn tơn lạc đà dành cho game thủ vô thường rồi. Vô thường đang đợi để tụ lạc đà mới có thể dám mới có dám đẩy. Rất nhiều gỗ nha, nâng luôn chặt gỗ khi đang có 400 gỗ. Ăn luôn voi không? Ra ruộng với một cái lượng gỗ đầy huề của mình. Đang tụ lạc đà lại với nhau. Chủ động bo luôn. Rồi, kín luôn rồi, ok. Đi nào. Xoay cái gì vậy? Xoay xem có đóng phủ không à? Rồi, Măng đã bò kín gần như là toàn bộ cơ sở kinh tế của mình. Đi vào ruộng nào. 1L đến từ AC. Mất luôn con ngựa giò đấy, đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Vào. Vâng, vào được ruộng của AC rồi. AC đánh chém. AC đánh chém và tình huống này AC không bánh xe. Vâng, AC đang không bánh xe. Chết luôn dành cho game thủ vô thường. Một tỷ số sẽ là 3-0 trong trận đấu đầu tiên này. Bãi vàng cũng đang rất nhiều dân. Không cửa thua nữa rồi. Vâng, vô thường gõ 1 và tỷ số là 3-0 trắng trong trận đấu đầu tiên. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Mà thấy gõ 1 xong chưa quýt à. Ui, vẫn lỗ con voi quên. Quên. Quên con voi. Quên chứ lỗi đâu. Tôi cũng quên mất là còn một voi đấy. Tôi cũng quên mất là lúc này.